Xin chào tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi chương 67 của bộ truyện Tiên Hiệp Thánh Vương. Chương 67, Thử Khí Công. Cô rốt cục xuất hiện. Dương Kỳ thấy nữ tử xuất hiện ở sâu trong nội tâm không khỏi một trận kích động. Tuy rằng cùng với Dương Tố Tố cách xa hơn 10 năm, nhưng là hắn còn nhớ mang máng. Năm đó, cái vị có bộ dáng tiểu cô nương kia đút cơm cho mình ăn. Hiện tại nữ tử ở nơi này lại có khí chất siêu phàm thoát tục, trong ánh mắt còn loáng thoáng bóng dáng năm đó. Điều đó khiến cho Dương Kỳ trong khoảng khắc đã nhận ra đây là cô Dương Tố Tố của mình. Người thái tử ưu ái, ngươi nói là Vân Hải Lam kia sao? Dương Tố Tố nhìn Âu Dương Hổ, cũng không có gì đặc biệt hơn người, bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi. Âu Dương Hổ, ngươi có ý đồ muốn ám toán thân nhân của ta, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, lưu lại một cánh tay cho ngươi rời đi. Cái gì? Âu Dương Hổ sắc mặt cả kinh, không thể tin nhìn Dương Tố Tố. Ngươi dám? Dương Tố Tố, ta cho ngươi biết, chúng ta đều là nữ đệ tử Tinh Anh học viện, ngươi dám hạ độc thủ như thế sao? Sẽ không sợ học viện trừng phạt hay sao? Ngươi hôm nay động thủ thử xem, ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nói nhảm nhiều thế, lưu lại cánh tay đi. Dương Tố Tố đột nhiên xuất kiếm, một đạo kiếm khí dày đặc thẳng đến cánh tay phải của Âu Dương Hổ, không chút lưu tình, thật sự muốn đem cánh tay của hắn chém rụng. Đương Âu Dương Hổ bộc lộ bộ mặt hung ác, trên bàn tay xuất hiện một cái hổ chảo, là chân khí ngưng tụ mà thành, thú vương khí công, mãnh hổ khiếu thiên. Trên người của hắn, chân khí cốt đóa đóa toát ra, hiện hiện ra hổ báo xài lang, xà điêu ưng hùng, những con vật này đều hình thể khổng lồ, một bức họa đồ. Mãnh hổ bốn tẩu từ sau lưng của hắn dâng lên, muốn một chưởng ngăn cản đạo kiếm khí kia. Nhưng Dương Tố Tố kiếm khí vừa động, tiên biến vạn hóa, phía trên lại xuất hiện băng hỏa lưỡng trọng thiên, một cỗ khí thế đông băng ngàn dặm, một đạo hỏa diễm hừng hực khí thế. Hai đạo khí thế kia va chạm lẫn nhau trong lúc thi triển như thái cực âm dương. Trong nháy mắt đó, kiếm thuật của Dương Tố Tố đạt tới đỉnh phong, băng hỏa lưỡng trọng thiên cư nhiên hợp thành một pho tượng băng hỏa thái cực đồ tiếp cận với đạo. Hư không chảm quỷ, âm dương khu thần, thái cực chân ngôn. Âu Dương Hổ, ngươi nếm thử chảm quỷ khu thần kiếm mà ta mới tu luyện thành. Ông, kiếm khí tung hoành dọc hành lang, bốn phía không khí bị tách rời, thậm chí ở trong kiếm thuật của Dương Tố Tố, có một ít không khí đều bị cắt thành khối khối khí gạch. Kiếm khí băng hỏa thái cực đồ trực tiếp phá tan thú vương khí công. Âu Dương Hổ liên tục lùi về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cùng là cao thủ đoạt mệnh cảnh, Âu Dương Hổ là thuộc loại vừa mới đột phá, thậm chí chân khí trong cơ thể đều còn không có củng cố. Ở Dương Kỳ xem ra, gã Âu Dương Hổ này so với Sở Thiên Ca đều kém hơn rất nhiều. Nhưng bách túc chi trùng nhi bất cương, ngay cái tại thú vương khí công của hắn bị Dương Tố Tố đánh tan trong nháy mắt, một đạo hình người chân khí từ trong cơ thể vọt ra, cứ nhiên trực tiếp vọt tới bên người Dương Kỳ. Đạo hình người chân khí này hết sức quỷ bí, cao tới 3 trượng, trên người toàn bộ đều là thú mao, có một cái đầu hổ giống như thú thần, vọt đến trước mặt Dương Kỳ mang theo uy thế kinh thiên, khủng bố tuyệt luân. Dương Tố Tố, ta cho ngươi sợ chém chuột vỡ đồ, ngươi dám đụng ta chặt ta cánh tay, ta liền giết cháu của ngươi. Thú vương khí công, hổ vương chân thân, hình người chân khí. Âu Dương Hổ nghe răng cười hung ác. Ngươi dám? Dương Tố Tố cả kinh, lập tức như muốn trở kiếm cứu viện, chợt nghe thấy Dương Kỳ một tiếng thét dài. Cô không cần quản ta, trực tiếp đối phó cái tên Âu Dương Hổ là được. Chứ là hình người chân khí nho nhỏ, căn bản không làm gì được ta đâu. Tại tiếng thét dài, trong lúc nói chuyện, hắn vươn năm ngón tay ra vuốt một chảo,
một đạo khí tràn, lốc xoáy mở rộng như tinh hà, lốc xoáy ở trên trời. Bất bại vương quyền, sáu thức hợp nhất. Hình người chân khí, đầu hổ như thú thần kia trực tiếp chui vào trong lốc xoáy, kêu thảm một tiếng, hóa thành cuồng phong chân khí, bị Dương Kỳ hút vào trong kinh mạch bản thân, tiến vào phôi thai địa ngục rong lô trong đan điền khí hải, chấn áp lại. Vốn dĩ, dị chúng chân khí chẳng khác nào một loại độc khí tiếp nhận vào trong cơ thể, nhất định sẽ phải bức bách nó đi ra ngoài, miễn cho cùng với tự thân chân khí xung đột rất có hại. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tu luyện đạt tới khí tông, lại luyện hóa tất sinh mệnh tinh hoa lôi đình cư tượng ở chỗ sâu trong đan điền khí hải, đúc thành phôi thai địa ngục rong lô, tạm thời có thể đem hết thảy dị chủng chân khí chưa được ở trong đó, chờ đợi khi lò luyện chân chính thành hình một khác là có thể toàn bộ luyện hóa chuyển thành chân khí cho bản thân mình dùng. Loại tình huống này là không thể tưởng tượng. Khổng lồ là khí công cấp thần, không hổ là khí công cấp thần. Dương Tố Tố vốn nghĩ đến Dương Kỳ ứng phó gian nan, lại thật không ngờ vừa phất tay nhấc chân một cái đã đem Thu Vương chân khí hình người phân thân hóa thành hư ảo. Nàng thân kinh bách chiến, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, sớm đã có thể quyết định thật nhanh. Kiếm quang vừa chuyển, kiếm khí chân động tốc độ cao, đột nhiên giống như biến mất trong không khí. Ngay sau đó, huyết quang lóe ra, Âu Dương Hổ kêu thảm một tiếng, một cánh tay phải cứ nhiên bị sinh đôi chém rụng. Trên người Âu Dương Hổ máu tươi phun mạnh ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thần sắc thống khổ, nhưng bản thân khí công tâm hậu lập tức làm máu tươi ngừng chảy. Nắm đến cánh tay bị chém rụng, thân hình bánh nhanh về phía sau, bắt đầu chém gió. Dương Tố Tố, ngươi quá tàn nhẫn, thù này không đội trời chung, ngươi cùng với cháu của ngươi đều cẩn thận một chút, ta sẽ không từ bỏ ý đồ với các ngươi đâu. Cao thủ đoạt mệnh cảnh, khí công đều mạnh mẽ, đừng nói là chém rụng một cánh tay, cho dù là chém rớt tứ chi vẫn có thể vận chuyển chân khí trong cơ thể, tốc độ chạy trốn chết như tia chớp. Muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết, biện pháp chỉ có một loại, đó là chém đứt đầu, hoặc là phá tan khí hải, hoặc trực tiếp đánh cho kinh mạch nổ tung, tức khắc đứt ra. Một tên phế vật, cánh tay bị chém đứt, kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau tiếp tục cũng không thể tiến bộ được. Dương Tố Tố nhìn thân ảnh Âu Dương Hổ biến mất, lắc đầu, phục hồi tinh thần lại nhìn Dương Kỳ, trong ánh mắt lóe ra tới vui mừng. Kỳ nhi, không thể nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, ta từ bên trong thư của phụ thân ngươi gửi đã biết mọi chuyện xảy ra. Ngươi bị Vân Hành Lam lừa gạt trộm lấy Phụng Đông Đan, lại bị phế toàn bộ võ công, sau bị sét đánh chừng đánh trúng, đạt được kỳ ngộ, hiện tại cũng đã biết. Ta vốn nghĩ ngươi khí công chỉ là bình thường thôi, nhưng làm sao lại có thâm tới tình trạng như vậy? Cô, Dương Kỳ gật gật đầu, vừa muốn nói một lời, Dương Tố Tố khoát tay chặn lại. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến chỗ động phủ của ta tu hành rồi hắn nói sau. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe biến thành một đạo cầu vồng, đem mình bao bọc ở trong đó. Sau đó, nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh vượt qua thanh âm thanh, nổ vang từng trận, chỉ chốc lát sau, trước mắt sáng ngời, một ngọn thần miếu độc lập hiện ra. Thần miếu này được dựng lên trên mặt hồ, bốn phía đều là mênh mông hồ nước không gợn sóng, rộng khoảng ngàn thước. Ở trung ương hồ nước tu kiếm một ngôi thần miếu cao lớn, phía trên thần miếu tỏa ra ánh sáng huy hoàng, trên vách tường được khắc đủ loại bảo thạch, yêu thú, yêu hạch. Kiếm quang biến mất, Dương Kỳ cùng với Dương Tố Tố sóng vai đứng ở đỉnh cao nhất thần miếu, nhìn về phía xa xa, là có thể chứng kiến tại đây là một mảnh địa vực, nơi nơi đều là từng mảnh hồ nước. Trên hồ nước có thần miếu, tựa hồ là chuyên môn vì hạnh tâm đệ tử mà chuẩn bị. Kỳ nhi, đây là thần miếu của đệ tử Tinh Anh Học Viện,
mỗi một đệ tử đều có một tòa thần miếu cho riêng mình để làm đồng phú. Ngươi xem cái hồ nước kỳ thật cũng không phải bình thường nước, mà dưới nền đất là linh tuyền, tầm bố vạn vật chính là tinh hoa của địa, đại địa, sữa tươi của đất. Còn có toàn thần miếu là một loại nguyên linh thạch xây mà thành, chắc chắn phi phàm, đối với tu luyện có hiệu quả thần kỳ. Trên đỉnh thần miếu là vương đạo khí tràng, được coi cũng là một cái động phủ. Nếu có loại ngoại nhân đến công kích, ta có thể điều động linh khí dưới nền đất của hồ nước này sát trận đối phó. 3 năm gã cao thủ đoạt mệnh cảnh đều không thành vấn đề, công kích của bọn họ không thể xuyên thủng được. Đương nhiên ở trong học viện thư viện còn không có người nào to gan như vậy dám đến quấy rầy. Dương Tô Tố chỉ điểm cho Dương Kỳ: Kỳ Nhi, ngươi nếu đã đến đây, từ nay về sau ở trong thần miếu của ta tu luyện đi, tốc độ so với bên ngoài mau gấp 10 lần. Ta muốn kiểm tra một chút tu vi của ngươi, nhìn xem ngươi khi nào thì có thể tấn chức đến đoạt mệnh cảnh. Ta thấy ngươi chỉ hiển độ ít khí công liền hóa giải thế công của Âu Dương Hổ, tu vi thật sự không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, Dương Tô Tố mang theo Dương Kỳ tiếp nhập vào trong phòng tu luyện của thần miếu. Quả nhiên Dương Kỳ cũng cảm giác được lúc này trong thiên địa linh khí bàng bạc, mang theo lực vương đạo xoa bóp huyết mạch vị quanh thân, thoải mái đến nỗi muốn rên rỉ lên. Cô, một tòa thần miếu cố định chỉ có thể đủ một người tu luyện, ta ở trong này tu luyện nhất định sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên của người, hay là quên đi. Lại nói ta tu luyện tốc độ rất nhanh, cần ở trong một thời gian dài gian khổ luyện, hoàn cảnh ma luyện một chút mới khiến cho chân khí có thể mang luyện tốt hơn. Dương Kỳ lắc đầu: À, ngươi có nhận thức như vậy quả không tệ, không tệ. Dương Tô Tố ánh mắt lóe lên tia khác biệt: Kỳ Nhi, tu vi của ngươi rốt cục là như thế nào? Bày ra 2-3 chiêu cho cô xem một chút. Mấy ngày hôm trước phụ thân ngươi lại đưa tin tới, nói một ít chuyện của ngươi. Đương nhiên cải cách gia tộc, áp đảo Dương Tĩnh Sư, Nhan Thái Quân và một đám nguyên lão khác, muốn được điều này phải có thủ đoạn tuyệt đối. Ta vốn nghĩ phải về nhà một chuyến, nhưng mà mấy năm nay gần đây lại vô cùng bận rộn, không cách nào phân thân cùng phân tâm. Cô muốn xem tu vi của ta sao? Dương Kỳ trên mặt hiện ra một nụ cười, hắn đắc ý nhất chính là công lực của bản thân. Trước mặt vị cô này cũng không là có gì cần giấu giếm. Nhưng cô này đừng nói ra ngoài đó nha, ta một mực ẩn giấu thực lực, một khi nói ra ngoài sợ rằng muốn khiến cho học viện chấn động. Học viện chấn động? Dương Tô Tố đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Thiên vị học viện chắc là không biết chấn động là thế nào. Bên trong học viện có 10.000 vạn đệ tử, rất nhiều đệ tử đều có thiên đại kỳ ngộ, ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Nhưng là đối với học viện mà nói như muốn muối bỏ biển mà thôi, phải không? Vậy mời cô nhìn kỹ. Dương Kỳ đột nhiên quát mạnh một tiếng, sau lưng chấn động, khí đột nhiên nổ tung, cả thần miếu lắc lư, vô số ký tức thần thú ma vương, ký tức từ sâu trong địa ngục lao nhanh ra. Ở phía sau hắn tự hồ mở ra một cái địa ngục, vô số ma thần quỷ cháo từ trong đó muốn đi ra ngoài. Cái gì? Thấy cỗ hơi thở này, trong nháy mắt Dương Tô Tố sắc mặt đại biến, kiếm quang trong tay liền liên tục biến hóa, biến thành tầng tầng võ kiếm bao phủ ở Dương Kỳ. Đại La Vô Lượng Võng Kiếm Kinh Thiên Vĩ Địa, nàng cũng thi triển ra tuyệt học của chính mình. Kỳ Nhi, đây là sát chiêu của ta, lấy kiếm thành võng đan vào Đại La, tổng cộng 99-81 tầng. Nếu như ngươi có thể phá vây mà ra, liền cho ta thấy ngươi có thực lực đoạn đầy cánh. Chuyện này không khó khăn gì,
Dương Kỳ hai tay vạch ra một cái. Cho ta phá. Hết chương.